Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cảnh sát giao thông tiếp tục được hưởng 85% tiền phạt người vi phạm. Ngày 12 tháng 6, VOA Tiếng Việt loan tin, Thường vụ Quốc hội Việt Nam đồng ý cho cảnh sát giao thông hưởng 85% tiền phạt người vi phạm. VOA dẫn truyền thông trong nước cho hay, trong cuộc họp hôm 11 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đồng ý cho cảnh sát giao thông được giữ lại hầu hết số tiền xử phạt các lỗi vi phạm, để ngành công an hiện đại hóa lực lượng và tăng cường cơ sở vật chất. Theo đó, các báo Việt Nam dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói rằng việc trích lại tiền xử phạt vi phạm và giao cho cảnh sát giao thông không phải là vấn đề mới. Hình ảnh, bản tin trên VOA. VOA cho biết theo quy định hiện hành của Việt Nam, Bộ Công an được Quốc hội phân bổ ngân sách theo hướng bố trí dự toán chi ngân sách từ nguồn thu xử phạt và tỷ lệ phần trăm trích lại, tùy thuộc vào nhu cầu từng năm. Theo VOA, các báo quốc doanh cho biết, việc quản lý sử dụng số tiền trích lại sẽ được thực hiện theo một nghị quyết mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được ban hành sớm, cũng như căn cứ vào pháp luật về ngân sách nhà nước, như vậy sẽ không phải sửa đổi bổ sung quy định trong luật ngân sách nhà nước. VOA dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long khẳng định với Thường vụ Quốc hội, ngành của ông không lấy một đồng nào từ việc giữ lại một tỷ lệ lớn tiền phạt để bồi dưỡng cho lực lượng cảnh sát giao thông. Thứ trưởng Long nhấn mạnh, chúng tôi dùng hoàn toàn vào công tác trang bị phương tiện nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật để phục vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Ông nói, trong thời gian tới, ngành công an sẽ hiện đại hóa tuần tra, kiểm soát, giám sát giao thông, xử phạt giao thông và điều khiển toàn bộ hoạt động của cảnh sát giao thông. Công an núp lùm để bắn tốc độ xử phạt người tham gia giao thông. Trước đây, ngày 14 tháng 11 năm 2023, AFA Tiếng Việt cũng có bài bình luận về vấn đề này. Theo đó, AFA dẫn quan điểm của nhà báo, nhà quan sát Nguyễn Ngọc Già, nói, theo tôi biết, tất cả các nước phạt vi phạm giao thông rất nặng với mục đích tạo cho dân chúng ý thức hơn trong việc an toàn khi tham gia giao thông, chứ không phải nhằm mục đích tăng doanh số, Và cảnh sát giao thông các nước cũng không có quyền thu tiền phạt trực tiếp như cảnh sát giao thông ở Việt Nam. Và điều quan trọng là khi xem mức phạt như là một loại doanh thu, tức là nhà cầm quyền coi những người thi hành công vụ, ở đây là cảnh sát giao thông, là những người bán sản phẩm, doanh thu càng cao thì lương bổng cao theo. Khi Quốc hội đồng ý mức để lại cho Bộ Công an lên đến 85%, tức là họ mặc nhiên cổ võ và khích lệ việc xử phạt như một loại doanh thu. Tôi gọi đây là sự bệ rạc về chính trị, xây dựng ý thức của người dân trong việc chấp hành luật lệ giao thông để giảm tai nạn và các vi phạm khác phải là một quá trình rất dài. Nó đến từ văn hóa, từ giáo dục, chứ không phải đến từ chuyện phạt. Hình ảnh cảnh sát giao thông đánh người vi phạm. AFA cũng dẫn ý kiến của tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ cho rằng chính phủ Việt Nam đang biến người giao thông thành con bò sữa mà công an sẽ tìm mọi cách vắt. Ông nói, công an lúc này, thay vì điều phối an toàn giao thông, góp ý, đề xuất với các ban ngành liên quan để tổ chức lưu thông an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm và an toàn giao thông, thì ngược lại, họ cố tình gài một số điểm giao thông mù mờ để từ đó gài bẫy và bắt phạt người tham gia giao thông. Với luật này, giới lãnh đạo Bộ Công an sẽ đưa ra chỉ tiêu rằng mỗi quý sẽ thu bao nhiêu tiền từ xử phạt hành chính trong giao thông và giao xuống cấp dưới thực hiện chỉ tiêu đó. Cấp dưới sẽ ráo riết thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu được giao. Chính vì lý do này mà chúng ta thấy vô số hình ảnh cảnh sát giao thông núp lùm và tìm mọi cách để phạt người giao thông, thay vì củng cố và cải tạo các biển báo phân luồng để việc giao thông được thuận lợi và an toàn. Đúng ra, trách nhiệm của cảnh sát giao thông là đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin cảnh sát giao thông tiếp tục được hưởng 85% tiền phạt người vi phạm. Vừa lên Chủ tịch nước, Tô Lâm đã gặm phải cái gân gà. Ngày 12 tháng 6, phóng viên Lê Trung Khoa thời báo.d cho hay, thời gian gần đây, sự việc thầy Thích Minh Tuệ đi bộ khất thực tại Việt Nam đã trở thành một đề tài lớn được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, theo dõi và thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đặc biệt sau biến cố rạng sáng ngày 3 tháng 6, khi thầy Thích Minh Tuệ cùng toàn bộ đoàn đi khất thực của ông bị lực lượng hàng trăm công an Việt Nam đột kích, bắt cóc trong lúc họ đang ngủ, thì dư luận lại càng dậy sóng.
Hơn 800 cơ quan báo đài của nhà nước Việt Nam đã im lặng trước hành động đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền. Không những thế, ngay cả đài truyền hình quốc gia VTV cũng tiếp tay tạo dựng các video clip giả tạo để tiếp tục lừa dối người dân trong nước và quốc tế nhằm che giấu sự vô pháp của các lãnh đạo đảng Cộng sản, những kẻ đã ra lệnh đàn áp này. Hình ảnh sự minh tuệ bộ hành dưới sự giám sát của an ninh. Truyền thông hải ngoại và quốc tế cùng những người dân trong và ngoài nước ngay lập tức đã đưa ra các thông tin xác thực và trần âm mưu và thủ đoạn đen tối của nhà cầm quyền Việt Nam, buộc họ phải thả thầy Thích Minh Tuệ để ông tiếp tục hành trình đi bộ khất thực, điều mà ông đã làm trong nhiều năm qua. Hiện nay, thầy Thích Minh Tuệ đang bị quản thúc hay còn gọi là bị giam lỏng tại tỉnh Gia Lai. Thầy không được phép đi ra khỏi khu vực này, ngay cả khi đi khất thực, cũng trong khu vực này luôn có công an và an ninh bám sát thầy. Đây là một vụ việc lớn có tác động sâu rộng trong lòng người dân Việt Nam. Là người đại diện cho nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Tô Lâm cần có trách nhiệm đảm bảo việc thực thi hiến pháp, mà trong đó quyền tự do tín ngưỡng đã được ghi rõ trong Điều 24 Hiến pháp năm 2013. Nếu không làm được điều này thì rõ ràng ông Chủ tịch đã không hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước, mà lại lúng túng như kẻ đang gặm phải cái gân gà. Trước đó một ngày, ngày 11 tháng 6, nhà báo Hiếu Chân của báo Người Việt bình luận: sao nhà cầm quyền sợ sư Thích Minh Tuệ? Hình ảnh gương mặt bất thiện của chỉ huy an ninh bám sát thầy. Tác giả cho biết nhiều video trên mạng xã hội cho thấy sự Thích Minh Tuệ xuất hiện trong một túp liều tôn mà Phật tử hâm mộ gọi là cốc. Người hâm mộ tạm yên lòng khi thấy vị hành giả yêu kính của họ đã không đột ngột biến mất như các vị tiền bối giáo chủ Huỳnh Phú Sổ hoặc tôn sư Minh Đăng Quang. Tác giả nhận xét về phía nhà cầm quyền, sau vài màn trấn áp và lừa gạt trên truyền thông, họ yên tâm là sư Minh Tuệ đã nằm trong vòng kiểm soát, nhất cử nhất động của ông đều được công an chìm nổi với dân quân túc trực theo dõi. Tác giả nêu vấn đề tại sao nhà cầm quyền phải sợ một vị hành giả đầu trần chân đất, đội nắng đội mưa bộ hành trên đường thiên lý, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ai cho gì ăn nấy, y phục là những mảnh vải bỏ đi ghép lại, một xu cũng không dính túi, buông bỏ mọi tiện nghi vật chất của trần gian thì có gì đáng sợ. Tác giả đánh giá sư Minh Tuệ không phải là nhà bất đồng chính kiến hay nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền. Sư không truyền bá một ý thức hệ nào đối lập với chủ nghĩa cộng sản. Dù bị bám sát, quản thúc, nhưng sư thầy vẫn giữ nụ cười từ ái. Sư không phải là nhà truyền giáo mà là một hành giả, người thực hành một phép tu đã có hàng ngàn năm tuổi với mục tiêu diệt trừ tham sân si, chấm dứt khổ đau, ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Sư Minh Tuệ là một hành giả cô độc, ông chỉ là người học Phật. Sư Minh Tuệ không có gì đáng sợ cả, vậy tại sao nhà cầm quyền phải lao tâm khổ tứ, bày ra trăm phương ngàn kế để làm khó ông? Tác giả cho rằng, nhà cầm quyền sợ vì sư Minh Tuệ là một trường hợp rất đặc biệt, về một người tay không tất sắt lại có sức mạnh vô biên. Bằng tấm gương từ bi hỷ xả, kiên cường và buông bỏ hoàn toàn những dục vọng trần thế, kể cả sinh mạng, tận tâm tận ý cho một mục tiêu duy nhất là giải thoát, sư Minh Tuệ đã cảm hóa được hàng triệu người. Tuy không có điều tra xã hội học hay thống kê chính thức về tác động của tấm gương Minh Tuệ, nhưng qua những lời bộc bạch trên các trang mạng truyền thông, có thể cảm nhận người dân mình đã dần tốt lên, hòa ái hơn, bớt hung dữ và sân hận. Tác giả bình luận, giống như bóng tối sợ ánh sáng, chế độ cai trị dựa trên sự lừa gạt, gian dối và bạo lực, tự nhiên phải lo âu trước sức mạnh của sự thật và lòng từ ái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin vừa lên Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặm phải cái gân gà. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo .d.